Sáng nay tại tỉnh Thanh Hóa, trong khuôn khổ Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 đã khai mạc chấm thi thể loại phát thanh trực tiếp. Đây là một trong những thể loại thu hút đông đảo các cơ quan báo chí tham gia. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 có 81 đơn vị tham dự với 380 tác phẩm thuộc 6 thể loại là phóng sự, chương trình chuyên đề, phỏng vấn, chương trình phát thanh tiếng dân tộc, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh trực tiếp và 5 hạng mục giải thưởng gồm ứng dụng nền tảng số, podcast, kỹ thuật dàn dựng xuất sắc, giọng vàng, người dẫn chương trình xuất sắc. Đặc biệt, thể loại chương trình phát thanh trực tiếp và chương trình phát thanh tiếng dân tộc có sự tăng mạnh về số lượng tham gia tại liên hoan năm nay. Trong tổng số 228 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, có 53 tác phẩm phóng sự, 28 tác phẩm phỏng vấn, 30 câu chuyện truyền thanh, 48 chuyên đề phát thanh, 32 chương trình phát thanh tiếng dân tộc và 33 chương trình phát thanh trực tiếp. Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ có 4 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Chương trình dự thi phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ với chủ đề Đừng vô cảm sẽ lên sóng vào lúc 8 giờ 45 phút ngày mai, mùng 9 tháng 7 năm 2024 trên hệ FM tần số 106 MHz, vệ tinh Vinasat 1 tần số 10968 MHz và được livestream trên các nền tảng số của PTV.